hệ thống đèn chiếu sáng trên cái xe Toyota Vios phiên bản mới này thì nó cũng khác hơn so với phiên bản trước đó, khi chúng ta được trang bị thêm hai tính năng mới, bao gồm tính năng tự động bật tắt đèn khi trời tối. Các bạn nhìn đấy, đây chính là cái nút auto này. Muốn sử dụng chức năng này thì các bạn hãy làm như tôi, để cái vị trí vạch này, vạch bật này. Nếu mà chúng ta nhìn này, nếu mà chúng ta để như này thì là tắt hẳn đèn này. Đây là đang để chế độ auto. Khi để auto như này thì nếu mà xe của bạn đi vào trời tối ấy, thì bộ cảm biến ánh sáng phía trước sẽ tự động đẩy và đèn của chúng ta sẽ sáng lên. Còn nếu như thế này thì chúng ta sẽ là bật đèn đầy mi, và như thế này chúng ta sẽ là bật đèn chiếu sáng. Đấy, nếu tôi để như này các bạn nhìn thấy này, đây chính là cái đèn chiếu sáng của chúng ta đang được bật này. Đó, các bạn nhìn chưa? Đấy là tính năng thứ nhất. Còn tính năng thứ hai của cái đèn này thì đó chính là cái tính năng đèn chờ dẫn đường. Thường cái đèn chờ dẫn đường này hay xuất hiện trên Innova phiên bản số tự động hoặc là xe Hilux cũng giống như Fortuner. Thì để kích hoạt cái chế độ này thì chúng ta làm như nào? Ví dụ này, bây giờ tôi sẽ để giả sử như bây giờ đây, xe tôi đang nổ máy này. Đó, và các bạn nhìn thấy rồi, đèn thì không hề được bật gì cả. Sau khi mà các bạn rời khỏi xe nhá, chúng ta tắt máy này. Tắt máy. Và với cái cần gạt này, các bạn bấm một lần kéo vào trong lòng các bạn nhé. Kéo vào trong lòng này. Đó, các bạn nhìn thấy cái đèn này nó sẽ sáng lên. Và bây giờ chúng ta đi ra khỏi xe, chúng ta bấm khóa cửa. Cái đèn này vẫn sáng để soi đường cho chúng ta đi. Trường hợp này rất là tiện lợi khi các bạn đỗ xe ở nhà kho hoặc là tầng hầm. Sau 30 giây thì cái đèn nó sẽ tự động nó tắt. Đấy chính là cái tính năng đèn chờ dẫn đường trên cái phiên bản mới Vios này. Nó hơi khác một chút so với bản cũ. Một tính năng khá là hay đấy.